công ty thương mại kỹ thuật Thái Ngọc Tuấn TNT Group, dẫn đầu công nghệ mới cho tầm nhìn vào không gian. Công ty Thái Ngọc Tuấn rất vinh dự là đại lý độc quyền sản phẩm phim điện thông minh FilmBase chất lượng cao, tiêu chuẩn G7, cung cấp cho thị trường Việt Nam của tập đoàn FilmBase đa quốc gia, là thương hiệu nổi tiếng cho thị trường châu Âu tin dùng như nước Anh, Pháp, Ý, Mỹ, Nhật, Úc và toàn châu Á, với doanh số xuất khẩu năm qua hơn 600 triệu đô la Mỹ cho sản phẩm phim điện thông minh Smart Film. Công ty Thái Ngọc Tuấn TNT Group hơn 20 năm chuyên ngành kỹ thuật, với sứ mệnh phim điện thông minh Diamond Cool nâng tầm sắc màu cuộc sống mỗi gia đình Việt. Sự hiện đại thiết kế đẳng cấp của không gian kiến trúc văn phòng doanh nghiệp không chỉ đem lại cảm hứng làm sáng tạo, thành quả cao cho mỗi nhân viên, mà còn nâng cao uy tín với tất cả quý khách hàng và đối tác trong lần đầu tiên đến tham quan hợp tác. Phim điện thông minh, mỏng, nhẹ, gọn, không chiếm không gian, dán trực tiếp trên bề mặt kính là giải pháp thông minh đa chức năng cho không gian nhà kính và cửa kính. Nhờ công nghệ PDLC giúp chuyển đổi từ màu trong suốt thoáng đãng sang màu trắng đục kín đáo trong tích tắc, để đảm bảo sự riêng tư hoặc có thể điều chỉnh độ sáng trong theo tỷ lệ ánh sáng mong muốn trong không gian nhà kính. Được nhận xét là loại rèm thông minh tiên tiến nhất hiện nay và trong tương lai, được thiết kế mới hoặc trang bị thêm cho không gian nhà kính hiện hữu để nâng cấp ngay lập tức, chuyển ngay từ mờ đục sang trong suốt hoặc ngược lại. Cùng với đó được thiết kế hiện đại, tối ưu hóa không gian khi nhược điểm của mảnh vải truyền thống không thực hiện được. Đây chính là điểm mạnh của phim điện thông minh, ngăn ngừa bụi bặm, vi khuẩn, nấm mốc. Sự tinh tế trong thiết kế tạo nên ấn tượng kết hợp với các vách ngăn kính, cửa kính hiện hữu tạo thành phong cách không gian mở thoáng đãng với tuổi thọ cao trên 15 năm, giá đầu tư ban đầu gần ngang bằng mảnh cửa truyền thống. Phim điện thông minh, bạn đồng hành kiến trúc hiện đại, được sử dụng rộng rãi trong thiết kế nội thất mỗi gia đình, khách sạn, văn phòng, phòng họp, phòng hội thảo, viện thẩm mỹ, bệnh viện, phòng khám, phòng lab, quán ăn, tiệm cà phê, siêu thị, phòng tập gym, hội trường, trung tâm thương mại, vận tải đường sắt, tàu điện, xe buýt, xe du lịch, và thậm chí cả các sản phẩm công nghiệp tiên phong trong các nhà máy, phòng sạch sản xuất, phòng thí nghiệm v.v. Đặc biệt, phim điện thông minh nâng tầm thương hiệu sản phẩm doanh nghiệp, có thể thiết kế logo thương hiệu sản phẩm, tên công ty, giới thiệu sản phẩm bằng chữ hoặc hình ảnh, thiết kế đồng hồ thời gian, hình ảnh biểu tượng, làm màng cửa tự động chuyển đổi nhiều trạng thái màu sắc khác nhau bằng bảng điều khiển remote từ xa. Phim điện thông minh còn kiêm luôn màn chiếu phim 3D cho hai mặt kính nhờ chế độ mờ đục, nên trở thành một phông nền quảng cáo và giải trí rất đơn giản và ít tốn kém, kết hợp với máy chiếu 4.500 lumen, có độ sáng 6.000 lumen, kích thước hình chiếu đạt hơn 200 inch như một rạp chiếu phim hiện đại. Phim điện, Smart Film, nhờ tinh thể lỏng phân tán polymer, gọi tắt là PDLC, là vật liệu mỏng, nhẹ, được dán trực tiếp lên bề mặt kính đã có lớp keo sẵn, nên việc lắp đặt đơn giản lên kính và bảo vệ an toàn cho kính, có khả năng cách âm, cách nhiệt đến 70%, ngăn cản nhiệt độ từ ánh nắng mặt trời chiếu vào bên trong nhà kính, nên không bị ảnh hưởng nứt, cong vênh, bạc màu, giúp nâng cao tuổi thọ của nội thất trong nhà kính, giảm năng lượng tiêu hao của điều hòa không khí, tiết kiệm điện năng hơn 30% khi xài phim điện thông minh, còn ngăn chặn 98% tia UV độc hại, chống thấm nước, tránh ngưng xương trên bề mặt kính, dễ dàng vệ sinh, không lo bám bụi, chống cháy nổ, bảo vệ kính an toàn mà các loại rèm cửa truyền thống khác không thể làm được. Thông số kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt phim điện thông minh dán trực tiếp lên kính. Màu sắc phim thông minh, đa dạng màu sắc và phong phú kiểu dáng theo kích thước bề mặt kính hiện hữu. Độ dày phim từ 0,38mm đến 0,47mm. Kích thước tối đa, khổ rộng 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm với chiều dài theo yêu cầu, tối đa chiều dài 50m trên một cuộn. Kích thước có thể cắt theo yêu cầu của khách hàng, phim có thể dán lên tất cả bề mặt kính trong nhà, kể cả kính cong, có thể đục lỗ, cắt v.v. Điện áp tiêu thụ 5W trên mét vuông. Mức độ truyền ánh sáng nhìn thấy, on lớn hơn 98%, off lớn hơn 55%. Khả năng ngăn tia UV 98%. Khả năng ngăn tia hồng ngoại 60%. Nhiệt độ làm việc từ âm 30 độ C đến 85 độ C. Nhiệt độ bảo quản từ âm 20 độ C đến 60 độ C với độ ẩm nhỏ hơn 60%. Cảm ơn quý khách quan tâm sản phẩm phim điện thông minh, vui lòng liên hệ tư vấn kỹ thuật, khảo sát, lắp đặt và được làm chính sách thành viên đại lý cấp 1 toàn quốc. Vui lòng liên hệ
Zalo 0903 154 580 hoặc 0908 357 111 Mr. Tình để được tư vấn sản phẩm với giá cạnh tranh. Kính chúc quý khách hàng nhiều sức khỏe và thành công. Rất mong được hợp tác lâu dài với quý nhà thầu nội thất, nhà thầu nhôm kính, phim cách nhiệt ô tô, nhà thầu thiết kế xây dựng toàn quốc. Để biết thêm thông tin sản phẩm, quý khách hàng và nhà thầu vui lòng truy cập smartfilmbase.vn hoặc smartfilm.vn. Công ty TNT chúng tôi rất hân hoan kính mời quý khách hàng và nhà thầu đến tham quan phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm và huấn luyện kỹ thuật lắp đặt phim điện thông minh cho đại lý toàn quốc tại công ty Thái Ngọc Tuấn. Chuyên ngành kỹ thuật hơn 20 năm, luôn cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, uy tín mà các nước phát triển tin dùng. Trụ sở 4/7 Bầu Cát 1, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0909 357 111, Anh Tình. Chi nhánh Hà Nội, Phú Lương, xã Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội. Điện thoại 0907 157 111, Anh Khương.